Làm một bộ phân tần, một bát, một chép tại nhà không khó chút nào nha các bạn. Và đây là một cái sơ đồ của nó. Mình sẽ hướng dẫn các bạn cùng thi công một cái mạch phân tần như thế này. Cái này là mình dành cho con bát 30 nha các bạn. Đầu tiên là các bạn cần có một cái cuộn seo cảm như thế này. Chỉ số nó là 1.2 mH. Con tụ cho loa chép thì là tụ 2.2 microfarad. Còn một con tụ 4.7 để dập mát nha các bạn. Dập mát thì để lấy nguyên cái phần âm chung và bát. Cuộn seo cảm với cả con trở này thì dành cho loa chép này. Thông số của nó thì mình đã ghi ở trên cái bản sơ đồ rồi. Linh kiện thì các bạn có thể đặt mua ở nhiều nơi khác nhau tùy các bạn nhé. Đầu tiên là con cuộn cảm này mình sẽ nối tiếp với con tụ. Con tụ này sẽ đấu song song với cả con loa bát. Nhiệm vụ của nó là để dập mát nha các bạn. Đồ này như mình đã nói nó sẽ dành cho con bát 30. Còn con phân tần chép này thì cuộn seo cảm với cả con trở này cũng mắc song song. Tiến hành nối hai con trở với cả con seo cảm này chạm vào như này. Con tụ 2.2 thì mình sẽ mắc nối tiếp với cả cuộn seo cảm và con trở y như trên sơ đồ luôn nha các bạn. Đây mình sẽ cho các bạn xem ở trên cái sơ đồ của nó đây nhá. Đấy, đúng theo sơ đồ như này. Đấy, các bạn nhìn này. Rồi bây giờ quay lại cái sơ đồ của nó nhé. Ta sẽ cần có một cái dây âm để nối thẳng từ loa bát xuống loa chép. Đấy, thì đây bây giờ con dây âm nối qua con bát 30 và con âm của cầm của loa chép và đi vào cực âm của input nhé. Nó ở trên sơ đồ, cái này nó ở trên sơ đồ hết rồi các bạn nhé. Để các bạn cứ để ý một chút xíu là làm được. Tiếp theo thì mình sẽ dùng một cái sợi dây để mình đấu vào con loa chép nha các bạn. Đấy, thì đó thì mình sẽ nối vào đấy, dây trắng thì vào dương mà dây đen thì vào cái phần cực âm. Đấy, để cho nó dễ thi công nhá. Đó, nhìn thì nó hơi rối một chút nhưng mà cũng không 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 khó đúng không các bạn. Đấy, từ đây các đường dây của nó này, dương và dương, âm và âm. Rồi bây giờ là còn đến con tụ 2.2 nhá. Thì con này là mình sẽ mắc nối tiếp với cả cuộn seo cảm các bạn. Đấy. Đấy, bây giờ nối tiếp nó vào như này và xoắn nó lại. Đó. Thực ra mình làm ở trên cái sơ đồ này thì mình làm tạm các bạn. Không không mình chưa dùng cái nước phần muối hàn nhá. Một cái đầu cực dương và cực âm như này là cái phần input đấy, là cái đằng này nó đấu thẳng từ âm ly vào nha các bạn. Đó thì cái dây âm mình sẽ nối vào cái dây đen của nó. Thế còn dây đỏ nhá thì mình sẽ nối vào cực dương bắt vào phía đằng trước của cái con cuộn seo cảm này. Đó là như vậy. Đấy, rồi nên là xong cái phần input vào rồi. Bây giờ con tụ này đấu song song với con loa bát như này, mình sẽ bật âm ly lên thử nhạc luôn nha các bạn. Đường về con em dịu dàng bên bên sông con thuyền rồi mây nhịp cầu băng qua bên lối đi quanh con ngõ hoa nói dài nhà em cuối sáng ghép tối mai tranh nâu trang cài trước bài văn nhạc chép này mình sẽ lắp con chép Titan P8804 nhé các bạn. Đây là dòng loa chép Titan bán rất là chạy ở trên shop mình nhé. Giá một cặp của nó chỉ có 550.000 chép rời thôi. Để mà các bạn cùng nghe này. Bây giờ mình sẽ thay sang một con chép JBL nhá, 9645 này. Đấy, con này thì giá của nó cao hơn chút, 700.000 một cặp nha các bạn, nhưng mà nghe chất âm của nó khác hẳn luôn này. Ok các bạn, và bây giờ chúng ta xem lại một lần nữa cái sơ đồ của nó này. Các bạn thấy không? Đúng như là mình đã thi công nhá. Và các cái thông số của nó mình đã ghi sẵn ở trên đó rồi. Trong trường hợp thì các bạn muốn mua một cái mạch phân tần thì bên mình cũng có cung cấp nha các bạn. Đây là một dòng phân tần của Zinet, một bát và một chép, bát 50 và chép kèn 750 đều ok. Con này linh kiện nó quá xịn sò luôn, quá trời là các linh kiện. Cuộn cảm thì to đùng luôn. Tụ với cả chờ toàn của Mỹ với châu Âu thôi. Giá thì là 590k một cặp, bao hàn dây, bao ship rồi. Đang quá tốt các bạn ạ. Các bạn có nhu cầu thì mua ngay tại Eway Bình Tân nhé các bạn. Xin cảm ơn.